À, hôm nay họp mặt đồng hương. À không phải, cái này là cái này là mấy ông trong trong ban chấp hành của đồng hương, trong ban tổ chức. À, thành ra là lâu ngày quá mới gặp lại bà con mình chút, thì cũng xin ghi lại vài cái để vài hình ảnh để gọi là kỷ niệm. Hôm qua là có anh đi, anh đẹp quá mà sao anh... Dạ, đây, hôm nay có anh mà anh Nhân thì có đây rồi, nhưng mà anh Cúc thì là ở nhà chứ không đi được. Cái đó là một điều cũng đáng buồn. Thì cũng cầu cho anh khỏe, chứ còn tất cả anh em mình mà lâu lâu mới gặp nhau được một bữa vậy mà thiếu người đi cũng buồn lắm, tiếc lắm. Rồi đây thêm ông này trẻ trung đẹp trai vậy. Trẻ là quen nhiều lâu lâu nó cho. Nhưng mà cuối cùng không lái xe nổi đi mà xả lái thôi. Không lái xe. Không lái xe nữa. À vậy đó. Dạ anh hội trưởng anh chịu khó lắm, anh đi truyền công lo cho anh em rồi đó bên này. Đây và đây là chị Cúc này. Chị Cúc là cái cô. Cảm ơn rất nhiều ban ẩm thực. Nói cho đi cũng quen tại nhà ẩm thực. Dạ. À, đây là chị Cúc nè, đây chị Nhân nè, lâu ngày quá mới gặp lại. À, đây là em Thu Hương. À, đó em Thu Hương đó, hồi trước làm MC hoài, mà năm nay không có dám làm MC nữa không? Vẫn làm như thường. Vẫn làm như thường. Còn đây là mấy mỹ nhân của Quảng Nam Đà Nẵng. À, ba người đẹp của Quảng Nam Đà Nẵng. À, thêm một chị đó nữa, à, con này em sao em nằm đeo kỹ vậy? À, em cởi cái đấy vậy cho nó đẹp gái chút chứ. Con này là khoe nè. À con vô cho ngồi ăn. Rồi con thiếu em nè, thiếu em cho vô cho đủ. Từ từ cho đủ. Rồi. Rồi đây cô em trẻ trung nhất mà là lo chuyện supply cho bà con mình đó. À vậy. Rồi cảm ơn em nha. À, đây là cuộc vui sau gần 2 năm mà ban chấp hành Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng bây giờ mới được có dịp để gặp lại. Gần 2 năm chứ không dễ đâu. Hy vọng gặp lại tất niên Quảng Nam Đà Nẵng ngày 16 tháng Giêng. Đúng rồi. Ờ vậy đó. À. Nhưng mà có cái là có may mắn á, là ngó vậy nhưng mà thiên hạ chết tùm lum tà la mà cái đám này chưa sức nảy gì. Vậy là quý quá. Rồi, xin cảm ơn. Nó cũng là một cái phần để mở đầu cho cái cuộc tiệc tất niên 2022. Thiên nhiên hơn hẳn đó là cái sự họp mặt của tất cả các cô chú, các anh chị và các bà có mặt hôm nay. Bà con mình cũng là những người của chúng ta. Nói chung thì mình không dám, nhưng mà riêng cái San Jose, riêng Bắc Cali là không một ai là dính vô cái COVID hết. Dù rằng có dính đi cũng trở lại bình thường. Dạ, nhưng mà cũng trở lại bình thường, không đến nỗi những cái mà mình không có vui lắm những gì xảy ra. Tuy nhiên đó là điều rất là đáng mừng, cũng như gặp mặt quý vị ngày hôm nay rất là vui mừng. Xin cảm ơn tất cả quý vị có mặt ngày hôm nay. Điều thứ hai, một số anh chị ngày hôm nay vắng mặt, cũng tôi biết ví dụ như là chú Cúc ngày hôm nay là bạn không đi được, rồi bên chú Long, rồi bên vợ chồng chị Bích Liên, rồi bên chú Trợ, rồi hai vợ chồng của anh Mẫn có cho biết là bằng công việc cũng đến một số vị gia đình này kia. Tuy nhiên mình cũng biết nếu đi được nó đến cùng nhau đó là điều nguyện, có lẽ vì một điều nào đó không thể không thực hiện được thì mình cũng tâm cảm, và có thể mình có những cơ hội khác để mình lần hội chúng ta. Nhưng tuy nhiên ngày hôm nay mình chỉ sơ qua một cái chương trình
để mà họp mặt để mình chuẩn bị cái khâu chuẩn bị của ban chấp hành, ban tân quán của anh chị như thế nào cho cái khâu mà tất nhiên có lẽ mình là trong những cái tổ chức mà cộng đồng ở đây nghĩ đến cái chuyện tất niên năm tới, tân niên năm tới có lẽ một số hội đồng cũng chưa dám nghĩ tới, mà ngay cả khi mà anh em cũng như ban chấp hành và ban tân quán dự định làm như vậy đó cũng có rất là nhiều điều cần quan tâm đáng lo ngại, ngay cả các chú các bác làm cái nổi lên đấy. Có vậy có ai đi đó là những lo đó là chuyện, nhưng mà nếu như mình không làm, mình không có những cái khó khăn đó thì mình sẽ không bao giờ có. Cho nên mình cứ làm, tiếp tục làm và làm. Nếu như tới đó tình hình cái Covid, tình hình cái sức khỏe cộng đồng nó thay đổi thì lúc đó mình tính. Nhưng mà trước mắt cho đến bây giờ, so far tức là những người ủng hộ cùng nhau để mà làm việc cái tất niên cho năm 2022 là mình đã sẵn sàng. Cái ekip của mình đã có sẵn, anh đem cái từ ban văn nghệ, ban tiếp tân, từ tất cả những khâu mình đã sẵn sàng rồi, chỉ cần gặp khu vô là làm thôi, không có gì trở ngại hết. Đấy, thì bây giờ mình vô cái chương trình hội ngày mai, thứ nhất là giới thiệu thành phần tham dự. Ban tham vấn thì mình thấy là vợ chồng và chú Nhân ngày hôm nay đầy hoa, nhưng mà hôm nay mình tham vấn như là chú có không tham dự thì có cô đi tham dự, rồi chú Lâm thì bảo chú trợ thì không những được cùng chấp hành thì đầy đủ khi chúng tôi và thiết kế hôm nay để cho dễ và đơn giản để công nhân từ thiết kế và người chủ hoa như năm nào thì hôm nay sẽ để được làm chủ tọa luôn để cho chương trình cho đó là các nhân. Tuy nhiên quý vị tham vấn thực hành nếu mà có cần những gì thì phải biết thứ một chương trình hội ngày hôm nay đầu tiên thông qua địa điểm và thời gian rồi mình bắt đầu từ 5 giờ chiều. Đó thì giống như những cái chương trình trước đây mà mình đã làm, và bên ban chấp hành cũng đã liên lạc một chỗ với lại nhà hàng rồi, rồi nói nghĩ là không có gì trở nên về những ngành cũng về địa điểm cũng như cái nơi. Giờ phần thứ hai là phần nội dung, đây là phần chính nè, số 1 mời ban tham vấn, ban chấp hành và thành viên nhận vé. Cái phần này đó cho đến bây giờ theo cái dự định của các cô chú trong ban tham vấn cũng như là trong ban chấp hành, mình nghĩ trong cái range khoảng từ 4 đến 50 bàn là mình ok đó, 4 người ok. Nhưng mà cho đến bây giờ tiếp nhận là 26 bàn rồi đó, 26 bàn rồi, đó là một số rất là khiêm nhường. Lý do là sao nói vậy? Ví dụ năm vừa rồi với anh Nghĩa 11 bàn, chú Nhân 10 bàn nữa năm 2019, nhưng mà hôm nay rất là khiêm nhường là có 2 bàn thôi. Không biết sao, hay là anh mặc quyết định 2019 anh đã từng 5 bàn và bây giờ mới lấy 2 bàn thôi đó. Cho nên đó là những cái điểm mà mình bắt đầu ai cũng nghĩ rằng không biết người ta có đi không bị mệt đâu, nhưng mà trong này mình có một nỗi niềm mình vẫn mời người ta đi tham dự. Nếu như trường hợp những người nào trước khi cái ngày mà tiệc của mình đó mà có triệu chứng nên nói người ta ở nhà và mình sẽ hầu cái tiền vé lại, không có gì trở ngại hết. Và để cho đồng hương và những người Quảng Nam Đà Nẵng biết được là cái tổ chức của Hội Quảng Nam Đà Nẵng sẽ làm cái tất niên 2022 thì đầu tuần đầu của tháng 10 Đức sẽ cho đăng cái thư mời của Quảng Nam Đà Nẵng tất niên lên cái đại diện của đây. Đó thì hy vọng là đầu tuần đầu vô để từng cái gì nó sẽ có trên TV là bà con cũng biết, rồi người ta chắc chắn người ta sẽ gọi mình có gì tương ngại. Nhưng mà với cái số mà có từ 40 bàn thì mình không nghĩ đó là vấn đề. Nếu như trường hợp mà tình hình sức khỏe, tình hình mà cộng đồng nó có những cái diễn biến ngoài cái ý muốn của mình thì không được, nhưng mà chắc chắn chúng ta cũng có thể làm được với số 40 bài. Nhưng 40 bài là mình làm được rồi, không có gì để tự nhận hết ha. Các anh chị có ý kiến gì vấn đề vé rồi không? Ai muốn là cho nói tôi nhận vé, nhận vé không? Thì cho biết để Đức có. Chị Đào lấy 1 bàn. Chị Đào có bàn hả? Ok chị Đào. Cá thì đào bàn. Thầy Hoàng lấy 1 bàn. Thầy Hoàng bàn nữa. Ha, 28 bàn. Chị Bích Huy bàn đó là 3 bàn, thấy không? 9 bàn, còn 11 bàn nữa à. Anh Nghĩa lấy thêm 2 bàn nữa, còn 4 bàn. Bích Huy nè, 1. Anh Mỹ. Anh Nghĩa 2 bàn nè. Là 2 bàn. 2 bàn đó là 4 phải không? Anh Mỹ 2 bàn, anh Mỹ. Bàn đó. Mỹ 1 bàn. Rồi chị Đào 1 bàn nữa. Rồi có cái này. Đây có là 6 bàn nữa là mình 32. Rồi. Cảm ơn.
mình có thể là nếu mà 40 bàn mình liên xích, nhưng mà tới đó có thể nó trên 40 bàn xuống thì mình tùy theo mình liên lịch cái số người tham dự và tùy theo cái tình hình mà sức khỏe cộng đồng trong cái thời điểm đó như thế nào, rồi ban chấp hành ban tham vấn như là chúng ta quyết định có nên lấy thành bàn hay không. Còn nếu mà trên 40 bàn là mình ok với cái nhà hàng mình xưa cái chỗ đó mình có và trên cái tầng hai đó. Nhà cái tiền của nhà hàng thì mình có sẵn hết rồi, tức là khoảng niên trở lại phải từ 485 đồng. Đó, như vậy một vé là phải từ 450, thì cái vé mình vẫn đồng hành vẫn là 50 đồng, vẫn 50 đồng một chỗ. Cho nên là thì mình lấy 60 đi, lấy 60 cho nó không, 50 đồng. Cho nó lại đứng đây đứng khoảng chừng đó, nó đứng đó là tao quay cái đầu lại. Thứ nhất mình có nhiều vấn đề xảy ra, bây giờ ví dụ lên 5 đồng nữa, 10 đồng nữa thì trong vòng 50 bàn thì mình mới được cả 2.500, mà trong khi cho đến bây giờ mình được có 1.300 rồi. Cảm ơn Nghĩa nhà hết 1.300 rồi, mà Nghĩa xin được rồi. Cho nên cái số còn thường ấy, những cái năm mình làm gỡ chừng 7-8 năm trở lại đây mình làm một năm từ chi phí hết ra rồi ủng hộ đó thì mình còn dư được mình mấy 2.000. Cho nên cái tiền đó mình đóng vô là dự đủ. Có thiếu chút xíu nữa như anh Thắng anh đồ, anh Văn đồ, anh đồ bỏ vô, rồi bỏ vô, không có gì đâu. Đó là cái tiền thu quỹ của họ. Miễn sao chị thu quỹ giữ nhiều tiền. Được, không có tiền. Nè, chị thu quỹ không có giữ nghe. Có tiền một cái chút. Bên America dự không có tiền được thiết trẻ đi làm việc cho công việc của nhà muốn nhiều. Khó lắm. Còn có vấn đề mà hỗ trợ. Rất tiếc là ông xã tôi là 88 rồi, thành ra sức khỏe đã yếu con rồi. Cho nên chúng tôi không tham dự được cái công tác gì cho Quảng Nam Đà Nẵng được nhiều như mọi năm trước. Thành ra bây giờ cũng xin lỗi quý anh chị là cho chúng tôi đến dự và chúng tôi không có mời được khách. Nhưng mà tôi có nói với hội Trần Quý Cáp, hội An. Thì Trần Quý Cáp cũng hứa hẹn nhưng mà tới bữa nay cũng chưa trả lời. Anh chị là cho ông có cuộc về hưu. Dạ, cảm ơn cô rất là nhiều. Cô với chú có lòng đổ hậu là tốt quá rồi. Miễn sao mà cô giữ được sức khỏe đến ngày đó, có mặt ở đây được rồi. Còn cái gì thì để anh em ở đây cũng như trong ban chấp hành ở đây, tất cả các anh chị em lo. Thêm một cái cũng quan trọng ngày hôm nay, cũng xin giới thiệu tất cả các anh chị và cô chú ngày hôm nay thì có thêm anh Mỹ có là Cách Khúc cũng vào sinh hoạt trong đoàn ngày hôm nay. Cảm ơn. Tiếp theo đó cái phần thứ hai đó dự định mời quan khách thì cho đến bây giờ khi mà họp ban chấp hành đó thì cái quan khách năm này mình có phần giới hạn hơn, tức là thứ nhất vì cái tình hình đại dịch như thế này thế kia, nếu như mình mời khách hay là mình mời những người mà ví dụ như những cái hội đoàn khác đó, cho đến bây giờ vẫn chưa có cái dự định để mời những hội đoàn khác, trừ trường hợp nếu anh chị nào đã sinh hoạt trong hội đoàn nào đó muốn mời những người trong hội đoàn của mình đến tham dự thì mình sẽ theo cái yêu cầu của các anh chị. Chứ còn ví dụ như thường là mình sẽ mời cảnh sát, hội Kiên Giang, hội Bình Định, hội này kia, nhưng mà cho đến bây giờ những cái quan khách của những hội đoàn thì mình chưa có để mời. Có thể không biết chừng nếu mà tình hình nó khả quan hơn, có thể bà con đi lại bình thường thì mình có thể mời thêm tham dự. Còn không thì mình chỉ giới hạn trong cái đồng hương của ngành đã mình sẽ hội. Đó, nếu mình mời khách đến cái hội mình quan loài của chị tin nhiệm cái không may ông nó 87-88 tuổi ông tới cái quan mà mình tôi biết như thế này, cho nên mình tránh những cái trường hợp đó mình mới. Tuy nhiên trong cái hội đoàn những anh chị sinh hoạt có thể những người đức rất có thể mời bên An Hải là những người sinh hoạt mà đức biết là những người nó ok chích người khách là không có gì trở ngại, rất có thể mời bên Tân Giang và Văn Đường mà đúng không, thì tùy theo cái ý của quý anh chị sinh hoạt trong cái hội đoàn đó mình mời, và đồng thời sẽ biết để sắp những cái bàn đó vào trong cái bàn VIP để cho khi mời ta tới người ta muốn mình và muốn cái các quan khách người ta muốn ngồi thì mình bây giờ người làm cái chip đó là những cái sinh hoạt mà mình để làm thì cái quan khách cho đến bây giờ là như vậy, nhưng mà tùy theo tình hình vài tháng nữa nó có những cái thay đổi đó thì mình chắc mình mời thêm vậy thôi. Còn nếu ví dụ như tình hình ngon lành quá làm cho lớn mời thêm làm 60 bàn 70 bàn đúng không, nhưng mà cho đến bây giờ đó, cái những cái hội đoàn
còn cái quan khắc đầu đầu ở đây mình chưa có mời, ngay cả chính quyền đây. Quý vị có ý kiến gì phần quan khắc tham dự sao? Nếu không có mình sẽ có cái phần tiếp.